tổng quan vận trình của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng chạp này, có nhiều thăng trầm rất khó ngờ, đòi hỏi bạn phải thật sự tập trung và thận trọng khi làm bất cứ việc gì, công việc rơi vào tình trạng lao đao, vì tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, giờ chiêu trò, khiến nhiều việc vượt quá tầm kiểm soát có nhiều sự ngăn trở, khiến bản mệnh không thể làm được những việc mình muốn, xử lý rắc rối cũng không dễ dàng, nên mọi thứ khó tiến triển thêm. Bạn được nhắc nhở, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối phó, mọi tình huống có thể xảy ra, hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chứ đừng chỉ chứa cái tạm thời, nếu không lỗi sai lại lập đi lặp lại khiến bản mệnh cố nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Cố gắng điều chỉnh mọi thứ sao cho hợp lý, và sớm hoàn thành thì bạn mới có thể yên tâm đón Tết. Tài lộc trong tháng có tăng nhưng nhìn chung chưa thật sự bền vững vẫn có nguy cơ thất thoát bất cứ lúc nào nguồn thu chính chủ yếu nhờ các khoản thưởng tết còn nguồn thứ tài đến từ những việc kinh doanh buôn bán cận tết hàng hóa có lưu thông tốt hơn trước tuy nhiên do vận khí nhiều xáo trộn nên bản mệnh vẫn nên đề phòng có sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ hãy cố gắng thường xuyên tìm hiểu xu hướng thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời từ đó kiếm được lợi thế cho riêng mình Phương diện tình cảm có đào hoa soi chiếu nên nhân duyên khá vượng, cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái trong những ngày đầu xuân năm mới. Sức khỏe bị hung tinh xung chiếu nên có thể gặp một vài trở ngại đáng kể, nếu thấy cơ thể có vấn đề bất thường, bạn cần đi thăm khám ngay để có hướng chữa trị kịp thời, tránh vì chủ quan mà khiến bệnh tình trở nặng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đón Tết. Theo tử vi phương đông bản mệnh tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, có cuộc sống tương đối tốt đẹp những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn, vạn sự tất thành, đại cắt, đại lợi, những người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại tuổi giáp thìn, sinh năm 1964, có vận trình vô cùng suôn sẻ thuận lợi, những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi, nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc, tích đức, sẽ được tăng tuổi thọ. Ở tiền vận công danh phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió, nhưng sẽ xây dựng được chút địa vị từ 36 tuổi trở, đi con đường công danh mới rộng mở, gia đạo, sự nghiệp và tài lộc được hưởng phúc phần để lại gia đạo êm ấm yên vui, hạnh phúc cả cuộc đời, sự nghiệp luôn bền chắc không lo sụp đổ tiền bạc, luôn dư giả không bao giờ lo túng thiếu. Về mặt sự nghiệp Xem tử vi tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp âm lịch về phương diện sự nghiệp cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, chịu tác động từ vận khí bất ổn nên có nhiều xáo trộn khó ngờ. Bạn được nhắc nhở nên hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối phó mọi tình huống có thể xảy ra, tương phá thái tuế án ngữ, khiến công việc gặp nhiều trở ngại, dễ rơi vào tình trạng lao đao vì tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đối phương giở nhiều chiêu trò để gây bất lợi không cho bạn được yên ổn để hoàn thành nhiệm vụ của mình khối lượng công việc cuối năm vốn đã không ít lại nhiều thứ dồn ứ giờ thêm sự quấy phá của tiểu nhân có nhiều sự ngăn trở khiến bản mệnh không thể làm được những việc mình muốn xử lý rắc rối cũng không dễ dàng nên mọi thứ khó tiến triển thêm những chú rồng phải chật vật hơn trước rất nhiều chẳng còn thời gian mà thành thơi hay nhàn tản nữa đây có thể nói là một thử thách không nhỏ cho khả năng thích nghi và xử lý rắc rối của con giáp này hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân vận dụng những kinh nghiệm và kiến thức mình có trong tháng có các tinh thiên phúc sẽ hỗ trợ bạn đúng lúc để thêm mạnh mẽ quan trọng nhất là phải luôn giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống có như vậy bạn mới có thể tìm ra lỗi sai nằm ở đâu và nhanh chóng khắc phục cũng như bắt đúng mạnh trị đúng bệnh trong thời gian này bạn hãy tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, chứ đừng chỉ chữa cái tạm thời, nếu không lỗi sai lại lặp đi lặp lại khiến bản mệnh có nỗ lực bao nhiêu cũng chỉ hoài phí công sức mà thôi. Bạn cũng nên chú ý mối quan hệ với các đồng nghiệp tập trung làm việc của mình nhưng cũng nên để tâm đến thế giới xung quanh, đề phòng tiểu nhân ném đá giấu tay, làm việc gì cũng phải nghiêm túc từ đầu đến cuối, tránh chuyện bao đồng, thị phi cố gắng đưa ra những ý tưởng sáng tạo, độc đáo, điều đó sẽ giúp bạn cải thiện tiến trình phát triển sự nghiệp, cố gắng điều chỉnh mọi thứ sao cho hợp lý và sớm hoàn thành thì bạn mới có thể yên tâm đón Tết. Về mặt tài vận, từ vi tháng 12 âm lịch năm 2022 cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, về tài lộc cho thấy dù công việc có nhiều khó khăn, nhưng may mắn là tài chính của con giáp này vẫn đạt được những tín hiệu tích cực nhất định, chỉ có điều vận khí chưa thật sự ổn định nên bản mệnh chưa được phép chủ quan vào lúc này, dù thấy tiền có đổ về túi trong tháng. Chính tài tăng nhẹ nhờ các khoản thưởng Tết, thứ tài cũng khởi sắc đến từ những việc kinh doanh, buôn bán cận Tết, hàng hóa có lưu thông tốt hơn trước, điều đó báo hiệu một vài hạng mục đầu tư đang sinh lời tuy nhiên cục diện tương phá và cả hung tinh âm sát nhắc nhở bản mệnh vẫn phải đề phòng có sự cạnh tranh không lành mạnh từ đối thủ trong tháng sẽ xuất hiện những cơ hội giao dịch hoặc đầu tư buôn bán rất lớn bản mệnh cần giữ vững tâm lý bình tĩnh để xử lý và làm chủ mọi việc hãy cố gắng thường xuyên tìm hiểu xu hướng thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời từ đó nắm được lợi thế cho riêng mình việc của mình do chính bản thân quyết định có thể tham khảo một số ý kiến tư vấn lời khuyên về tài chính của bạn bè nhưng cái chính bạn sẽ là người chắt lọc mọi thông tin, để đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ cần bạn tính toán thận trọng hơn, để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt, bạn sẽ thu về không ít lợi nhuận, có điều cần biết điểm dừng, quá tham lam khiến bạn dễ dàng bị lừa gạt. Bên cạnh đó vì là tháng giáp Tết nên những chi phí phát sinh trong tháng khá lớn ngay từ đầu tháng, tuổi này hãy lên kế hoạch chi tiêu càng chi tiết càng tốt, tránh để đến sát Tết rồi mà còn rơi vào tình trạng eo hẹp về tài chính. Mặt tình cảm ở phương diện tình cảm có sao Mộc dục chủ đào hoa xuất hiện, trong vận trình tháng của mình, chắc chắn nhân duyên của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng tác động của các cát tinh này sẽ theo cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nếu những chú rồng có thể tiết chế được cảm xúc không để cảm xúc lấn át lý trí, đó sẽ là đào hoa lành, vừa thúc đẩy tình yêu đôi lứa thăng hoa, lại trợ lực hữu hiệu cho đường phát triển công danh, sự nghiệp của bạn người độc thân cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng các mối quan hệ tình cảm tốt đẹp nâng bước cho tình yêu lứa đôi nở hoa kết trái trong những ngày đầu xuân năm mới tuy nhiên nếu bản mệnh không có thái độ rõ ràng hay dứt khoát một dục sẽ biến thành đào hoa dữ gây nên những rắc rối tình cảm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống và hạnh phúc của bạn nhất là với người đã có vợ hoặc chồng hạnh phúc gia đình có đảm bảo hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý những mối quan hệ xã giao trong tháng đừng để những ngày cận tết mà không khí gia đình còn căng thẳng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt về mặt sức khỏe sức khỏe bị hung tinh âm sát sung chiếu cho nên người tuổi giáp thìn có thể gặp một vài trở ngại đáng kể chủ yếu do bạn mải mê với công việc thường xuyên lo nghĩ khiến tình trạng lao lực xảy ra tuy nhiên những vấn đề này không quá nghiêm trọng có thể hóa giải bằng cách nghỉ ngơi điều độ không làm việc quá sức nếu thấy cơ thể có vấn đề bất thường bạn cần đi thăm khám ngay để có hướng chữa trị kịp thời tránh vì chủ quan mà khiến bệnh tình trở nặng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch đón tết việc di chuyển đi lại làm việc chân tay trong tháng cũng phải cẩn thận kẻo va đụng gặp tai nạn ngoài ý muốn Vừa rồi là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tuổi của mình. Quý vị đừng quên bấm like đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Chúc quý vị có một tháng mới hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an, may mắn, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.